Hello mọi người, phòng của Nam hôm qua là lót nè, thấy không? Lót cái này trong vòng một ngày vì hãm rất là hôi cho nên phải lót lót gỗ nha mọi người nhé. Lót gỗ nha. Phòng này và phòng của mẹ Nam thì sẽ lót gỗ vì nó có hãm á mọi người. Với phòng đồ thì ngày nay mới làm xong. Hãm thì rất là hôi. Nó nắng á, chiều cửa sổ nè. Hai bên cái cửa sổ nó nắng nó chiếu vô. Cho nên thảm rất là ẩm, xong rất là hôi.